Hàng Hoa Lan xin chào cô chú. Và hôm nay là ngày 23, xin lỗi chú, ngày 24 tháng 4 năm 2019. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số giò da hạt. Và cái bên con thì là hàng mầm và kỳ đang lên nha cô chú, hàng kỳ thôi. Và hôm nay sẽ xuất bán cái lô này. Chưa có mặt hoa, chứ tất cả đều là mặt hoa sổ. Và số điện thoại của bên con 0908 846 804. Và địa chỉ của cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tôi đang sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Đây là giò da hạt rừng mã số 1 nha cô chú. Tất cả đều là mặt hoa sổ. Giờ đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thân lớn. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thân nhỏ. Và một số thân là đang có mầm con. Thân đã đứng ngọn rồi chú. Nó nụ ra rất là đẹp luôn nè. Tất cả đều là mặt hoa sổ nha chú, chưa biết mặt hoa luôn. Đây, con số cọng đã đứng ngọn rồi nè và đang tuột lá. Một số cọng đang đi ngọn nha chú, thân rất là mập luôn. Đây là giò mã số 1, mầm con đang lên rất là khỏe của chú. Mầm con đang lên nè. Và cái giò này nó có một cái thân bị gập, một gập nè, nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Và ở trên thân nó vẫn còn một số mắt nó đang sưng lên nè cô chú. Có thể là nó sẽ cho hoa hoặc kỳ. Nó bị gập vậy là do nó không được sẽ không được đẹp thôi, chứ cây nó vẫn bình thường nha cô chú. Vẫn còn đang sưng mắt luôn. Đó. Rất là đẹp. Giá hạt rừng nha cô chú. Mặt hoa sổ. Và cái thân dài nhất của nó là được 60 cm nè. Và hai thân tiếp theo được khoảng 50. Và mấy thân còn lại thì nó được khoảng cỡ từ 10 cm trở lên nha cô chú. Đây là giò mã 1 nha cô chú. Giá tiền là 1.400.000 mã số 1. Giá hạt rừng nha cô chú. Mặt hoa sổ, thân rất là mập luôn. Giá tiền là 1.400.000 mã số 1. Là mã số 2 nha cô chú. Rễ nó đã bắt đầu đang xuống rễ rất là tốt rồi, đang bao nhiêu miếng gỗ nè. Và cô chú nào muốn nhẹ cước nó, con sẽ lột ra cho nó nhẹ bớt giá thể bên nhà cô chú. Và giá của giò mã số 2 là 900. Đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mầm lớn nhỏ. Và cọng dài nhất đang đi ngọn được khoảng có 25 cm của chú. Mấy cọng ngắn ngắn thì nó từ khoảng 10 cm trở lên. Rễ đó bắt đầu ra ổn định rồi nha cô chú. Và đây là giò mã số 2. Giá tiền của nó là 900. Con sẽ quay cái mặt trước của nó nè. Mầm rất là đẹp nha cô chú. Đang đi ngọn rất là tốt luôn. Giò mã số 2 giá 900. Và mã số tiếp theo được xin giới thiệu với các cô chú giò mã số 3. Giá tiền là 750.000 cô chú. Giờ này đang có 2 mầm. Giá là 750 nha cô chú. Cây rất là mập luôn, 750.000. Nó rễ đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt. Mã số 3 nha cô chú. 750.000 mã số 3. Và cái cọng dài nhất là dài được 40 cm. Còn cái cọng ngắn là nó dài được khoảng chỉ 35 cm thôi nha cô chú. Đây là giò mã số 3 và giá tiền là 750.000 mã 3. Tiếp tục đây là mã số 4 nha cô chú. Do ngoài trời mưa nên con quay không được. Đây con nhà con quay nè. Mã số 4. Cái giò đang xuống rễ rất là tốt cô chú. Áo đầu xuống rễ rất là tốt luôn. Một mầm lớn nha cô chú. Và giá tiền của cái mầm này là 500.000. Giá 500.000. Xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Và cộng là nó dài được khoảng cỡ 40 cm nè. Đang đi ngọn luôn và thân ú luôn cô chú, thân rất là mập và khỏe. Giá tiền của giò mã số 4 là 500.000 nha cô chú, mã 4. Tiếp tục thì giờ này đang có hai thân rễ bắt đầu phúng ra nè. Hai thân này thì nó dài được khoảng cỡ, để con đo thước cho chắc ăn. Hai thân nha cô chú, một thân là được khoảng cỡ 23-24 và một cộng này được khoảng cỡ 20 cm. Hai thân nha cô chú, rễ bắt đầu xuống ổn định nè. Cô chú nào muốn nhẹ cước thì nói con cắt cục lũa nên bỏ lại. Giá tiền của nó là 500.000 nha cô chú, hai thân. Và đây là giò mã số 5, giá 500.000 có hai thân. Mã số tiếp theo đó là mã số 6 của chú, cũng có hai mầm luôn. Và một cái mầm là dài được khoảng có 25 cm nè. Mầm còn lại được khoảng có 20 cm của chú, hai mầm. Và giá tiền của giò mã số 6 là 500.000 luôn nha cô chú. Mã số 6 có hai mầm, giá tiền là 500. Giá hạt rừng nha cô chú, mặt hoa sổ không biết mặt hoa. Giá là 500.000 và mã 6. Mã số tiếp theo đó là mã số 7 nha cô chú. Và giá tiền của bốn là 400.000.
cái lưỡi nó có viền nè cô chú, viền nhẹ rất là đẹp luôn, con mắt nó rất là gọn cô chú. Giò này thì nó có hai, một hai ba góc khác nhau cô chú, và tất cả các góc đều đang lên mầm hết rồi. Ba góc là ba mặt hoa khác nhau, và giá tiền của giò này là 400.000 đâu cô chú. Đây là giò mã số 7 của chú, giá tiền là 400.000. Giờ mã số 7 đang hoa nha cô chú, giá là 400. Còn cô chú nào muốn nhẹ cước nói con lột ra nha, tại vì cái này mới trồng được khoảng cỡ 2-3 tháng thôi, nó đeo đầu xuống rễ rồi nè cô chú. Mình chiều mình trồng thì nó sẽ rất là mau bám rễ. Giá tiền của giò mã số 7 này là 400.000, mã 7. Và tiếp tục đây là mã số 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng là 6 mầm lớn nhỏ, và các mầm nhỏ tương đương nha, được khoảng có 7-8 thân, 7-8 xăng của chú, và cái cổng lớn thì được khoảng có 18 xăng đó. Cái rất là đẹp luôn. Đây là giò mã số 8 nha cô chú, giá tiền là 400.000, mã 8. Cái mầm đang đi ngọn rất là tốt luôn. Giò mã 8 giá tiền là 400. Tiếp theo là mã số 9, nó có một cái mầm ú nù nè cô chú. Và mấy cái giò dây hạt thân nù này thì đa số là dùng một phía bắc, dài khoảng có 15 xăng, và giá tiền của nó là 300.000. Đây là mã 9 nha cô chú, đã xuống rễ rất là tốt rồi, mình có thể mình cắt ra để mình bỏ cái gỗ lại. Giờ mã số 9 giá tiền là 300.000 nha cô chú, mã 9. Và cái mã số tiếp theo là mã số 10 của chú. Đây là giò dây hạt ESO mà thân màu tím, tím rệm luôn đó. Rất là đẹp nha cô chú, ESO thân tím, và giá tiền của nó là 250.000, cộng nó dài được khoảng gần 15 xăng nha cô chú, giá là 250.000. Đây là giò mã số 10, ESO thân tím, giò mã số 10, giá tiền là 250.000. Và mã số tiếp theo là mã số 11 nha cô chú, đang đi ngọn rất là tốt luôn, và giá tiền cuối cộng này là 350.000 cho mã số 11. 350.000 nha cô chú, mã 11, giá hạt rừng mặt hoa sổ, giò mã số 11, và giá tiền nó là 350.000. Và cái thân này là nó dài được khoảng cỡ gần 40 xăng, khoảng 37 xăng. Giá tiền của giò mã số 11 này là 350.000. Đây là mã số 12 nha cô chú. Đó còn đang đi ngọn rất là tốt luôn nè. Và giá của nó là 300.000. Giò mã số 12 dài được 30 xăng cô chú. Số 12 dài được 30 xăng. Và giá tiền của nó là 300.000 nha, giò mã số 12. Và ở thân già này nó có một số mắt đang sưng nè cô chú. Rễ nó đầu phúng ra rất là tốt rồi, giá là 300. Giờ mã số 12, 300.000. Tiếp tục vào mã số 13, đang có một mầm của chú, và một thân đã đứng ngọn rồi nè. Đang đứng ngọn về được khoảng có 20 xăng, và cái mầm là được khoảng 7-8 xăng của chú. Đây là giò mã số 13, và giá tiền của nó là 300.000, mã 13. Tiếp tục đây là giò mã số 14, có 2 kg, đã có đầu phúng rễ rồi, và có một cái số mắt nằm trên một cái số mắt ngủ nằm trên kỳ thân già khác của chú. Một số mắt ngủ nằm trên thân già nó cũng chưa ra luôn nè. Giá tiền của giò mã số 14 là 300.000, hai thân. Và nó dài được khoảng 15 xăng. Giá là 300, mã số 14. Và đây là mã số 15 nha cô chú, giá là 300.000 luôn. Cộng lên nó dài được khoảng cỡ 25 xăng. Mã 15. Giá tiền là 300.000. Cái đang đi ngọn rất là khỏe luôn nè. Tất cả đều là mặt hoa sổ nha cô chú. Mã số 15 giá là 300. Và mã số tiếp theo là mã số 16 của chú. Đang có hai thân. Đang đi ngọn và nó dài được khoảng 20 xăng. Và giá tiền của hai thân này là 350.000 nha cô chú. Giờ mã số 16, giá là 350.000, hai thân, mã 16. Đang xuống rễ nè cô chú, nó rất là khỏe luôn. Và đây là giò mã số 17, giá tiền là 250.000 cho mã số 17 nha cô chú. Và cái thân này nó dài được khoảng có 20 xăng nè. Giò mã số 17, giá là 250.000. Đây là mã số 18, giá tiền là 250.000 luôn cô chú. Mã 18, rễ ra thấy cưng luôn nè. 250.000, giờ mã số 18 nha cô chú. Và nó dài được khoảng 20 xăng luôn. Giá là 250.000, mã số 18.
Mã tiếp theo là mã 19 nha cô chú, đang chuẩn bị lên mầm nè. Mã số 19 đang chuẩn bị lên mầm. Và giá tiền của nó là 250 nghìn luôn. Kẹp bông hoa đai này ngọn thôi. Mã số 19. Và cái thân này nó dài được khoảng cỡ 20 cm hơn. Giá là 250 nghìn, mã số 19. Mã số tiếp theo là mã số 20 của chú. Giá là 250 nghìn. Thân này được khoảng 14 cm và nó có một cái thân già chua hoa nha cô chú. Giờ mã số 20, giá là 250 nghìn. Tiếp tục đây là mã số 21 của chú. Mầm này đã được khoảng có 12-13 cm nè. Và nó có một cái thân già, cộng đầu phân nó đã đứng ngọn rồi. Giá tiền là 250 nghìn, mã số 21. Và mã tiếp theo là mã số 22. Giá là 250 nghìn. Mã số 22. 250 nghìn. Tiếp tục đây là mã số 23 nha cô chú. Rễ đâu đầu cúng ra nè. Giờ nó có một cái số mắt đang lên kia. Và giá tiền của nó là 200 nghìn nha cô chú, mã số 23. Và cái mầm này được khoảng cỡ 4-5 cm. Giá là 200 nghìn, mã số 23. Tiếp tục là mã số 24, giá tiền là 200 nghìn luôn cô chú. Một thân này đã đứng ngọn nè, và hai kia này vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Rễ ra phúng ra nè cô chú. Giá tiền là 200 nghìn nha cô chú. Và mã số 24 giá 200. Tiếp tục là mã số 25 nha cô chú. Có 3 mầm. Giá tiền của nó là 200 nghìn luôn, mã số 25. Giá rất là rẻ nha cô chú. Giờ mã số 25 3 mầm. Và giá của nó là 200 nghìn, mã số 25. Và thân của nó dài được khoảng có 4-5 cm nè. Giá tiền là 200 nghìn cho mã 25 nha cô chú. 200 nghìn mã số 25. Tiếp theo đây là mã số 26. Có hai thân đang đi ngọn, dài được khoảng cỡ từ 7 cm đến 10 cm. Và đây là mã số 26 nha cô chú. Giá tiền của nó là 200 nghìn hai thân. Mã 26. Giá là 200 nghìn hai thân nha cô chú. Mã số tiếp theo là mã số 28, giá tiền là 200 nghìn. Nó có thân này nó bị hư ngọn rồi nên con cắt ra. Mình chợ này lên mầm thôi, tại vì con không có tính tiền ở thân này. Đây là giờ mã số 28 nha cô chú, hai thân đang đi ngọn, giá tiền là 200 nghìn. Nó về được khoảng từ 7 cm đến 10 cm. Rễ đâu đầu xuống rễ rồi nè. Mã số 28 200. Tiếp tục đây là mã số 29, có giá tiền là 200 nghìn luôn. Hai kỳ đã bắt đầu đang xuống rễ rồi nè. Cái mầm đã phát triển rất là tốt của chú. Mã số 29 giá tiền là 200. Một cộng được khoảng cỡ 14 cm và cộng nhỏ được khoảng 7 cm. Giờ mã 29 200 nghìn. Và đây là mã số 30 nha cô chú. Cái này đang có 3 kỳ. Và nó có một số mắt đang sưng mắt luôn. Và rễ nó bắt đầu phúng ra nè cô chú. Đây là giờ mã số 30. Và giá tiền của nó là 200 nghìn, mã số 30 được 3 kg. Và nó dài được khoảng có 6-7 cm nha chú. Giá tiền là 200, giờ mã số 30. Đây là mã số 31 của chú, giá là 200 nghìn được 3 kg. Đã bắt đầu xuống rễ nha chú. Mã số 31 giá là 200. Và mã số tiếp theo là mã số 32 nha chú. Giá tiền của nó là 200 nghìn luôn, mã số 32. Giá là 200 nghìn, mã 32 của chú. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú. Giờ mã số 33. Cộng rất là mập luôn cô chú. Và giá tiền của cộng này là 700 nghìn. Đây giờ mã số cuối cùng, mã số 33 nha. Rất là đẹp luôn. Giá tiền của nó là 700. Và cái thân này là nó dài được khoảng cỡ hơn 75 cm. Nó khoảng 80 cm của chú, tại vì cái thân này nó không được thẳng nè. Giá tiền của giờ này là 700 thôi chú, cộng rất là mập luôn. Lá rất là đẹp. Giờ mã số cuối cùng, mã số 33, giá tiền là 700.